cộng đồng mạng quốc tế bất ngờ chỉ ra sự khác biệt không thể nhầm lẫn giữa dầu Việt Nam và dầu Trung Quốc. Bến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, trong số 12 con giáp, rồng là con vật duy nhất do con người tưởng tượng ra mang nhiều năng lực siêu nhiên. Vì không có một hình mẫu cụ thể nên người dân và nghệ nhân mỗi nơi lại trình làng một linh vật rồng khác nhau. Có nơi linh vật rồng được cho là giống giun hơn, có nơi thì bị cho rằng làm rồng lai Trung Quốc. Rồng ở Quảng Ngãi bị chê xấu tệ vì không giống rồng. Gần đây nhất, hình ảnh rồng ở Nghệ An khiến nhiều người phì cười vì có vẻ ngoài trông như đang giận dỗi. Hình dáng kỳ dị, không theo một khuôn mẫu nào của các linh vật rồng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người đặt ra câu hỏi, rốt cuộc rồng Việt có những đặc trưng gì? Liệu rồng Việt Nam có giống rồng Trung Quốc không? Việt Nam copy của Trung Quốc à? Thực ra thì không riêng gì người Việt Nam băn khoăn. Trên mạng hỏi đáp Quora, cư dân mạng quốc tế đã từng bàn luận về chủ đề này. Trong xuyên suốt video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem bạn bè quốc tế nói gì, đồng thời đưa ra những bằng chứng lịch sử để làm rõ hình tượng rồng Việt Nam nhé. Trước hết, hãy cùng ghé sang mạng xã hội Trung Quốc để xem người bạn hàng xóm có quan điểm thế nào về vấn đề này. Chỉ với từ khóa đơn giản là rồng Việt Nam trên trang mạng xã hội Douyin hoặc iQIYI, Soha Sina, mình đã ngỡ ngàng vô cùng khi nhận thấy vô vàn những video, bài viết của người Trung Quốc. Trong số đó có một video đang chú ý với dòng tiêu đề là khi lễ hội mùa xuân đến gần, các trò chơi rồng cũng đang được diễn ra trên đường phố Việt Nam. Một video khác thì nói rằng người Việt Nam cũng có rồng và tự nhận mình là hậu duệ của rồng. Bên dưới các video này, rất nhiều netizen Trung Quốc đã thể hiện quan điểm bằng những bình luận khác nhau như sau. Người Việt là một nhánh của Bai Duy, có nguồn gốc từ Giang Tô và Chiết Giang, họ phải là con cháu của chúng ta, nhưng nếu bỏ chữ Hán thì không có tư cách làm con cháu của rồng. Việt Nam cổ đại là một phần của Trung Quốc, nên việc họ nói mình là con cháu rồng chẳng có gì sai cả. Việt Nam đã ăn cắp con rồng của Trung Hoa, hãy thay con rồng bằng con vịt vì ở Việt Nam có nhiều vịt. Nhìn giống hệt của Trung Quốc, không có sự khác biệt, cần phải nói chuyện với Việt Nam để tranh bản quyền. Vâng, và đó chỉ là một số nhỏ những comment của người Trung Quốc. Có thể thấy, người Trung Quốc khẳng định rằng con rồng là của họ và rồng ở Việt Nam là bản sao chép, hoặc nếu không phải sao chép thì rồng Việt cũng chính là dòng dõi của rồng Trung Quốc từ quá khứ. Liệu có đúng như người Trung Quốc nói không, hay họ chỉ đang ảo tưởng và chém gió? Trước hết, hãy nghe cư dân mạng quốc tế nói gì. Đây là một câu hỏi khá nổi bật đang được quan tâm trên mạng xã hội Quora. Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề như sau. Rồng Việt Nam khác rồng Trung Quốc như thế nào? Bên dưới câu hỏi khá là quay này, nhiều người nước ngoài có hiểu biết đã để lại các câu trả lời với dẫn chứng rõ ràng như sau. Đầu tiên là một số bình luận khá thuyết phục như sau. Ngay từ khi đất nước Việt Nam mới ra đời, rồng đã gắn liền với các vị vua hoặc người cai trị Việt Nam. Nó không phải xuất phát từ sự bành trướng của Trung Quốc. Ví dụ, khi Lý Công Uẩn lên nắm quyền từ thời Tiền Lê vào năm 1009 sau Công Nguyên, ông được cho là đã nhìn thấy một con rồng vàng từ trên trời giáng xuống thành Đại La. Vì vậy, ông đã đổi tên thành Đại La Thăng Long, rồng trỗi dậy. Người Việt Nam tin rằng cả vị hoàng đế mới và thủ đô đều được ban phước bởi sinh vật thần thoại này ngay từ đầu. Lý Thái Tổ không phải là vị hoàng đế duy nhất tuyên bố đã nhìn thấy rồng vàng trong thời trị vì của mình. Còn có hoàng đế Lý Nhân Tông 1066 đến 1127 sau Công Nguyên và hoàng đế Lê Thánh Tông 1442 đến 1497 sau Công Nguyên cũng được cho là đã nhìn thấy rồng vàng nhiều lần trong thời kỳ trị vì của họ. Một bình luận khác thì chia sẻ sự khác biệt giữa rồng Việt và rồng Trung Quốc, đó là ở bộ phận móng vuốt. Việt Nam không giống như rồng Trung Quốc, không có quy định nào về rồng, mỗi triều đại trông hoàn toàn khác nhau, một trong những thứ khác biệt nhất là móng vuốt. Rồng Việt Nam không giống như quy luật cố định của rồng Trung Quốc, móng vuốt 5 ngón dành cho hoàng đế, móng vuốt 4 ngón dành cho thường dân. Mỗi triều đại có số lượng móng chân khác nhau. Nhà Lý có 3 móng vuốt, nhà Trần có 4 móng, thời Lê có 4 móng vuốt, nhà Mạc có 4 móng vuốt, triều Nguyễn có 5 móng. Vậy nên sự khác biệt giữa rồng Trung Hoa và rồng Việt Nam là rồng Trung Quốc có quy luật 5 móng dành cho hoàng đế, 4 móng dành cho thường dân. Đối với người Việt, chỉ có hoàng đế mới được sử dụng họa tiết rồng, còn dân thường thì không được sử dụng rồng. Rồng Việt có thể có từ 3 đến 5 móng vuốt. Một tài khoản khác cho biết, trong văn hóa Việt Nam cũng như là nhiều xã hội Đông và Đông Nam Á khác, con rồng đóng một vai trò rất nổi bật. Nó được cho là linh thiêng nhất trong 4 sinh vật thần thoại rồng, phượng, kỳ lân và quy, và sự ưu việt của nó gắn liền với sự ra đời của dân tộc. Rồng không phải là của riêng Trung Quốc và việc tự nhận rồng là của riêng mình thể hiện sự ích kỷ. Đó là những chia sẻ của cư dân mạng quốc tế. Vậy còn các chuyên gia lịch sử họ nói gì? Trước khi đi đến kết luận thì chúng ta hãy cùng nghe thêm một số lập luận khác. Nhà nghiên cứu chuyên gia khảo cổ Nguyễn Ngọc Chất đã cho hay rồng là linh vật có trong văn hóa của Việt Nam và một số nước cùng khu vực. Tuy nhiên, rồng mỗi nước lại có những đặc điểm riêng. Rồng của Việt Nam có nét thân thiện, gần gũi chứ không dữ dằn như là rồng của Trung Quốc hay Nhật Bản. Ông Nguyễn Ngọc Chất chia sẻ, rồng Trung Quốc cũng như rồng Nhật Bản, đầu bao giờ cũng dài hơn, răng nanh nhọn hơn, chân trước cầm ngọc. Rồng của Việt Nam đầu ngắn hơn, miệng ngậm ngọc, thân hình vây bờm sừng của rồng Việt Nam mềm mại, uyển chuyển hơn. Cũng theo vị chuyên gia này, trong văn hóa Việt, rồng gắn liền với đời sống tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp.
Từ xưa thì người Việt có truyền thống dân gian con rồng cháu tiên, vùng đất Việt Nam cũng mang hình dáng con rồng. Tên gọi các điểm chốt trên bản đồ từ biên giới phía Bắc đến vùng Nghệ An, Hà Tĩnh đều có yếu tố của rồng, Hạ Long, Bạch Long Vĩ, Hàm Rồng. Người dân Việt từ xưa coi rồng là linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường, rồng như một vị thần có thể đem đến mùa màng bội thu. Sau này, rồng được vương quyền hóa, thần hóa nên đại diện cho vương quyền và thần quyền. Trong Phật giáo, con rồng cũng có vai trò quan trọng nên xuất hiện nhiều ở các chùa chiền, đền miếu. Rồng Việt Nam còn có đặc điểm là biến đổi theo tư tưởng chủ đạo của từng triều đại. Rồng của mỗi triều đại có nét riêng. Rồng thời Lý chịu ảnh hưởng từ Phật giáo nên nhẹ nhàng, mỏng manh như đang uốn lượn trong mây. Thời Trần với tinh thần hào khí Đông A, rồng mạnh mẽ hơn, thân hình to, khỏe khoắn hơn. Thời Lê chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo nên rồng có những chuẩn mực nhất định. Rồng thời Mạc khỏe khoắn hồi cố lại yếu tố của thời Lê và thời Trần. Thời Lê Trung Hưng, văn hóa dân gian phát triển mạnh mẽ nên con rồng còn gắn với nhiều sinh vật khác. Đến thời Nguyễn, rồng quay lại các yếu tố như thời Lê. Nhìn chung thì rồng Việt Nam qua mỗi thời đại có sự biến hóa nhưng không dữ dằn mà gần gũi, thân quen. Có thể thấy là rồng mỗi thời kỳ có nét khác nhau nhưng vẫn xuyên suốt một tinh thần đặc trưng của văn hóa Việt, thể hiện sự uy quyền cao quý, tượng trưng cho sức mạnh, sự sinh sôi nảy nở, hài hòa viên mãn như rồng ngậm ngọc. Ở Việt Nam, rồng là sự kết hợp của 9 loại vật khác nhau: đầu hổ, sừng hươu, mắt thỏ, tai bò, cổ rắn, bụng ếch, vây cá chép, móng ưng, bàn chân hổ. Thân rồng uốn lượn thể hiện sự biến chuyển cho sự thay đổi thời tiết, 12 khúc rồng uốn như 12 tháng trong năm, lưng rồng có vảy nhỏ liền mạch và đều đặn. Như vậy, con rồng Việt Nam chính là rồng cai quản thời tiết, mùa màng. Đồng thời, rồng Việt Nam còn là tượng trưng cho sự phồn vinh và chủ phú của nền nông nghiệp lúa nước. Đầu rồng thường hình vuông, mõm ngắn, mũi to với nét mặt thông thái vui vẻ, quyền uy mà không bị cứng nhắc, dọa nạt như rồng Trung Quốc. Mỗi người Việt chúng ta đều cần biết những kiến thức này vì đôi khi ngay cả người Việt cũng bị lung lay, cứ ngỡ Việt Nam mình ăn cắp của Trung Quốc mà quên mất là những nét đẹp văn hóa riêng biệt của Việt Nam. Hơn nữa, phân biệt giữa rồng Việt Nam và rồng Trung Quốc là rất quan trọng để thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết về nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của một quốc gia. Điều này giúp duy trì tính đa dạng văn hóa và nghệ thuật trong quá trình giao lưu và tương tác giữa các quốc gia. Chúng ta rất tôn trọng rồng Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng có quyền tự hào về những nét riêng chỉ con rồng mới có. Thế nên cũng mong sao mấy ông anh Trung Quốc bớt nhận vơ mọi thứ về mình lại. Hãy học cách tôn trọng cái hay, cái đẹp của nước khác, thay vì đinh ninh mọi thứ trên thế giới này đều là của mình. Còn các bạn thì sao? Theo các bạn thì các bạn thích hình ảnh rồng nào hơn? Rồng Việt Nam hay là rồng Trung Quốc? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.